Không nên có thái độ cống cao ngã mạn đối với Tam Bảo. Theo Đạo Phật thì người tại gia phải kính trọng người xuất gia, chứ không được coi trời bằng vung, không được khinh thường người xuất gia, không được phê phán người xuất gia. Người tại gia phải biết cúng dường và tán thán người xuất gia, như vậy thì mới không tạo ra nghiệp kiêu mạn. Nếu không, người tại gia sẽ trở nên cống cao ngã mạn, chẳng những không được công đức mà còn tạo tội nữa. Theo định luật nhân quả thì chắc chắn sẽ bị đọa vào ba đường ác. Ngược lại, khi thọ nhận sự cúng dường của người tại gia, giúp họ trồng ruộng phước, thì người xuất gia cần phải hồi quang phản chiếu, suy xét hàng ngày mình có tu hành đàng hoàng hay không. Bởi vì thí chủ nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, thực hậu bất tu đạo, bị mao đái giác hoàn. Nghĩa là một hạt cơm thí chủ nặng như núi tu di, ăn rồi không tu hành, mang lông đội sừng trả. Người xuất gia khi thọ nhận sự cung kính của kẻ khác thì phải biết tự phản tỉnh, bản thân mình có xứng đáng để nhận sự cung kính chăng? Thân mình mặc áo của người tu, nhưng phải chăng mình chẳng khác gì kẻ đời? Phải chăng hàng ngày mình thường khởi những vọng tưởng vô ích? Phải chăng từ sáng tới tối mình luôn nóng giận bực dọc? Phải chăng từ sáng tới tối mình luôn đố kỵ hoặc chướng ngại sự tu hành của kẻ khác? Người xuất gia nếu phạm những điều như trên thì không đủ tư cách để thọ sự cúng dường của người tại gia. Dù cho miễn cưỡng mà thọ nhận thì vẫn thấy thẹn với lòng. Người xuất gia tu đạo cần phải luôn luôn chú ý, không được hồ đồ ở trong đạo tràng lãng phí thời gian. Nếu sống như thế mà lại thọ nhận sự cúng dường của kẻ tại gia thì thật là điều hết sức sai lầm. Vì sao người tại gia nên cúng dường người xuất gia hoặc là hộ trì người xuất gia? Là bởi vì người xuất gia chuyên tâm tu đạo, không có vọng tưởng, phiền não hay tật đố như kẻ đời. Nếu được như vậy thì mới xứng đáng với sự cung kính và cúng dường của người tại gia, mới có thể thọ nhận mà lòng không hổ thẹn. Nếu người xuất gia mà không chân thật tu hành, thậm chí không cung kính và thành khẩn như người tại gia, thì không có tư cách để thọ nhận sự cung kính và cúng dường của kẻ khác. Đây là điều mà mọi người cần phải giác ngộ sâu xa, không thể lẫn lộn mắt cá với hạt ngọc, không nên ở trong đạo Phật mà kiếm miếng ăn. Khi người tại gia cúng dường cho người xuất gia thì không được có tâm phân biệt, không được có tâm lựa chọn. Vị thầy này có tu hành nên tôi muốn cúng dường, vị thầy kia không có đạo hạnh nên tôi không cúng dường. Đừng nên có tâm trạng không chính đáng như vậy. Bất luận ở đâu, chúng ta cũng đều nên cúng dường Tam Bảo, chứ đừng bới lông tìm vết, đừng tìm kiếm lỗi lầm của Tam Bảo, thì đó chính là tánh cống cao ngã mạn của bạn tác quái, dứt khoát bạn không đủ tư cách hộ trì Tam Bảo. Ở trong đạo tràng, chúng ta đừng nên tạo tội lỗi, mà cần phải làm nhiều việc công đức, như thế mới bù đắp được những tội lỗi mình đã tạo khi xưa. Đầu tiên, chúng ta cần phải sám hối, bởi vì di thiên đại tội, nhất sám tiền tiêu. Nghĩa là tội lỗi dẫu lớn đầy trời, nếu biết sám hối, tội thời tiêu tan. Vậy phải sám hối như thế nào? Chúng ta phải ở trước tứ chúng mà kể ra tất cả tội lỗi mình đã làm, phải nói rõ mọi chi tiết của các tội và phát nguyện rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát mới có thể tha thứ cho chúng ta và giúp ta trừ sạch nghiệp tội. Những tội lỗi trước kia của chúng ta đều là vô tâm sở phạm, tức là do vô ý mà phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau, nếu chúng ta tái phạm, thì đó là minh chi cố phạm, nghĩa là biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Thì dù có sám hối cũng không có tác dụng, bởi nó thuộc loại định nghiệp, tương lai chúng ta tất sẽ chịu quả báo. Chúng ta không nên có tư tưởng, ban ngày tạo tội, ban đêm cầu nguyện kể như vô tội, rồi cứ gây nghiệp luôn luôn, mà gây xong thì tiếp tục cầu nguyện và dần dà tạo thành một thói quen máy móc. Nếu cứ như thế thì tương lai nghiệp tội của chúng ta sẽ chất chồng như núi tu di, không đọa địa ngục sao được. Trong đạo tràng của chúng ta có hóa thân của 10 phương chư Phật, hóa thân của 10 phương chư Bồ Tát, hóa thân của chư Bích Chi Phật, hóa thân của chư Thánh Nhân A-La-Hán,
và cả Thiên Long Bát Bộ cũng ở đây hộ pháp nữa. Vì thế, nếu chúng ta ở trong đạo tràng mà cứ luôn luôn gây phiền phức cho người khác, soi mói lỗi lầm của người khác, sống trong đạo tràng mà một mặt tu hành, một mặt tạo nghiệp, công đức tu được không bằng ác nghiệp tạo ra, thì cũng giống như tiền gửi trong ngân hàng mà không bằng tiền chi tiêu. Nếu không bù được sự thâm thủng thì tương lai sẽ bị phá sản. Bởi vậy, thiện ác lưỡng điều đạo, tu đích tu, tạo đích tạo. Nghĩa là thiện ác hai con đường, một mặt mình tu mà ác nghiệp thì vẫn tạo. Do đó, đừng nên ở chùa mà chỉ biết tạo nghiệp ác. Hãy nên thường xuyên tìm kiếm lỗi lầm của chính mình, chứ đừng soi mói sự sai trái của người khác. Nếu cứ chuyên tìm lỗi người, chướng ngại kẻ khác tu hành, thì chẳng những bản thân mình không được điều gì tốt lành, mà tương lai mình còn phải gánh chịu quả báo, hậu quả khó lường. Bớt dùng lời khách sáo. Trong xã hội có rất nhiều kẻ lắm lời. Vì sao? Vì giữa người với người trong xã hội đã hình thành thứ phong khí không dám nói lời chân thật, chỉ toàn nói lời giả dối. Vì sao người ta không nói lời chân thật? Là vì chẳng ai muốn nghe lời chân thật cả. Đối với pháp thì cũng tương tự như vậy. Nhiều người chỉ thích hoa và lá chứ không thích trái cây. Ví dụ như những cây ăn trái, vào lúc ra hoa thì tỏa hương thơm dịu, ai ngửi cũng thấy thích hơn cả lúc ăn. Song đến khi trái chín thì nó không còn sức thu hút lớn lao như thế nữa. Điều này cũng tương tự như người đời thích nghe lời giả dối, ghét nghe lời chân thật vậy. Lời giả dối ví như hương thơm khi cây ra hoa, toàn là những lời đẩy đưa, rào đón khéo léo, những ngôn từ khách sáo không thật nhưng lại có rất nhiều người muốn nghe. Và nghe một cách say sưa thích thú. Còn nếu thành thật mà nói đến những vấn đề như làm sao giữ giới luật, làm sao giữ quy củ, thế nào là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, hoặc làm sao để thành người Phật tử chân chính, thì chẳng riêng gì kẻ khác đạo, mà luôn cả tín đồ Phật giáo cũng cho là chói tai, trong lòng khó chịu chẳng muốn nghe. Tại sao vậy? Là vì trung ngôn nghịch nhĩ, lời nói thẳng thắn mà trái tai này không thuận lợi cho việc họ làm. Cũng chính vì lý do ấy mà trong Pháp hội Linh Sơn, khi đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tôn giả Xá Lợi Phất cung thỉnh Ngài thuyết giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài dạy rằng: chỉ bất tu thuyết, ngã pháp diệu nan tư. Nghĩa là thôi thôi chớ nên nói, pháp của ta kỳ diệu khó nghĩ bàn. Đức Phật đã nói như thế, nhưng tôn giả Xá Lợi Phất vẫn cứ ân cần thỉnh pháp. Phật lại dạy: chỉ bất tu phục thuyết, ngã pháp diệu nan tư. Nghĩa là thôi thôi chớ nên nói, pháp của ta kỳ diệu khó nghĩ bàn. Đệ tử bao nhiêu lần thỉnh cầu thì Phật cũng bấy nhiêu lần trả lời như vậy. Cuối cùng, vì người thỉnh pháp quá thành tâm, Phật động lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên Ngài đã tuyên giảng đạo lý khai quyền hiển thực, đặt ra phương tiện tạm thời để dẫn đến sự thật rốt ráo. Duy nhất Phật thừa, cánh vô dư thừa. Nghĩa là chỉ có một Phật thừa, không còn thừa nào khác. Sau khi Đức Phật nói câu ấy, lập tức có 5.000 người rút lui khỏi Pháp hội. Các bạn xem, những người ấy có kẻ là đệ tử theo Phật tu đạo đã nhiều năm, có kẻ chỉ mới theo học Phật Pháp, đều đồng thời đứng dậy rời khỏi Pháp hội, không muốn lắng nghe giáo pháp diệu màu của Đức Phật. Sự kiện trên chứng tỏ rằng người đời chỉ thích nghe lời giả dối chứ không muốn nghe lời chân thật. Do đó, những lời tôi nói với các bạn hôm nay đều là giả dối chứ không phải lời chân thật. Các bạn có thể quên hết những lời nói trên. Tuy nhiên, các bạn cần phải nhớ kỹ cái pháp mình muốn nghe, cái pháp mình muốn thực hành. Tất cả những người tới Vạn Phật Thánh Thành đều phải tuân theo quy củ của Vạn Phật Thánh Thành. Bất luận là người thường trú ở Thánh Thành hay là người ngoài đến viếng chùa, không ai được phép ăn thịt, hút thuốc, uống rượu và càng không được hút thuốc phiện trong khuôn viên của Vạn Phật Thánh Thành. Mọi người cần phải lưu ý thêm một điều là không nên cảm ơn lẫn nhau.
Hai tiếng cảm ơn là những ngôn từ xã giao thù tiếp. Đó là trọng điểm của những gì tôi nói hôm nay. Bất kể là các bạn muốn nghe hay không muốn nghe, tôi vẫn cứ như vậy mà nói. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 26 tháng 6 năm 1983. Cảm kích ân đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật và chư Bồ Tát đã không nề gian khổ, quay chiếc thuyền từ bi trở lại thế giới ta bà để giáo hóa điều phục chúng sinh. Các ngài dùng đủ 84.000 pháp môn để tiếp dẫn những ai hữu duyên. Song mình chẳng những không hiểu tinh thần và tấm lòng từ bi hỷ xả của Phật Bồ Tát, lại còn quay lưng với sự giác ngộ, hợp cùng trần lao ngu muội, bỏ gốc theo ngọn, chẳng muốn chấm dứt sinh tử và thoát ra khỏi tam giới. Ai ai cũng biết rằng tam giới giống như nhà cháy, không phải là chỗ yên ổn. Tuy nhiên, chẳng ai muốn rời khỏi tam giới. Mặc dù biết rằng ở trong tam giới thì vạn phần thống khổ, nhưng ai cũng lưu luyến, chẳng muốn xa lìa. Họ sống một cách thản nhiên trong căn nhà lửa tam giới, chẳng lo âu, sợ hãi, lại còn cho là vui vẻ, sung sướng. Chư Phật Bồ Tát hết lòng thuyết pháp, dạy dỗ chúng sinh, khiến quay về đường ngay nẻo phải. Tiếc thay, chúng sinh vì không hiểu được tâm niệm của chư Phật Bồ Tát nên nghe mà như không hiểu, nhìn mà như không thấy, coi là giảng của quý ngài như gió thoảng qua tai, chẳng để tâm ghi nhớ, vẫn cứ vật vờ, sống say, chết mộng, giống như cái thây biết đi hay bị thịt biết chạy vậy. Tuy là tu đạo nhưng họ không biết tìm cầu con đường giác ngộ chân chính. Vậy, nếu muốn tìm cầu con đường dẫn tới sự giác ngộ chân chính thì tìm ở đâu? Vô cùng đơn giản, chỉ cần đừng hướng tâm ra ngoài để truy đuổi, mà hãy đi ngược lại sự mê lầm, quay về với sự giác ngộ. Từ cảnh giới mê muội mà quay trở lại, đó chính là giác ngộ. Nếu vứt bỏ được tà niệm, quay về với chính niệm, thì chúng sinh có thể trở nên giác ngộ, khai mở đại trí huệ. Tuy nhiên, chúng sinh không muốn hồi đầu, quay về, mà cứ muốn trôi nổi trong biển khổ sinh tử, vĩnh viễn đánh mất đường đạo chân chính, rồi lại cho rằng hành động như thế là rất chính đáng. Như vậy không phải là điên đảo sao? Trước tình huống ấy, chư Phật Bồ Tát cũng không còn biện pháp gì để làm cho chúng sinh được xa lìa cảnh khổ, hưởng sự an vui nữa cả. Vì sao? Vì chúng sinh còn mê muội, quá ư mê muội, chưa tỉnh ngộ. Giảng về đạo lý giác ngộ thì điều nào cũng xa lạ đối với họ, mà nguyên nhân là bởi các thói hư tật xấu tích tập nơi họ đã quá sâu dày. Các tập khí ấy đè lên trí huệ, che lấp trí huệ, vì thế họ không thể nhận thức và phân biệt rõ ràng điều gì đúng, điều gì sai, đâu là chính, đâu là tà, thứ nào là thật, thứ nào là giả được. Nếu biết được cái chân thật thì nên vứt bỏ cái giả dối đi. Vì sao chúng sinh mê muội? Chính là vì không có trí huệ chân chính, nên tới đâu cũng va phải vách, đụng phải tường, gặp trở ngại, không được suôn sẻ, không va vào tường phía đông thì cũng đụng vào tường phía tây, phía nam hoặc phía bắc. Ở giữa có lối trống thì không đi, cứ sòng sọc đâm đầu vào tường đến nỗi máu chảy đầy mặt mà vẫn không biết hồi quang phản chiếu, không biết lấy trí huệ để soi sáng tự tâm. Chư Phật Bồ Tát tận tình chỉ dạy, thuyết giảng nhiều pháp bảo, tam tạng 12 bộ kinh, thế mà chúng sinh vẫn thờ ơ như không nghe, không thấy, để phụ lòng từ bi của các ngài, khiến cho các ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì sao các ngài lại mệt mỏi? Vì cảm thấy chúng sinh khó độ. Chư Phật Bồ Tát hao tổn biết bao tâm huyết, mà chúng sinh vẫn trơ như gỗ đá, không chịu sửa đổi, không chịu tu hành, không chịu giữ giới. Tuy chúng sinh khó cứu độ như vậy, nhưng chư Phật và chư Bồ Tát vẫn không nản lòng. Dù khó độ, quý ngài cũng vẫn độ. Không những thế, quý ngài còn từ bi muốn cứu độ khắp hết tất cả chúng sinh. Ân đức này chúng ta làm sao báo đáp? Địa Tạng Bồ Tát từng phát nguyện rằng: địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là
địa ngục chưa trống thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lời nguyện này thật vĩ đại biết bao, mình hãy nghiền ngẫm ý nghĩa của lời nguyện ấy. Không cần phải xem kinh điển, chỉ nghe qua lời nguyện thôi, mình cũng đã nên cảm tạ ân đức của Địa Tạng Bồ Tát. Phải đau lòng khóc lớn, cảm tạ sự quan tâm che chở của chư Phật Bồ Tát dành cho mình. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là do chư Phật Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã xả thân bồi đắp. Chúng ta nhất định phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, như thế mới có thể báo đáp được phần nào ơn của chư Phật, ơn của chư Bồ Tát, ơn của cha mẹ, ơn của sư trưởng và ơn của trời. Mình phải làm sứ giả cho Đức Phật, phải phát tâm từ bi thay Phật mà tuyên hóa, tuyên dương chính pháp, giáo hóa chúng sinh và cứu nước cứu dân một cách có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải giữ lòng từ bi, có tinh thần chính nghĩa và sẵn sàng đem hết sức lực của mình, dù nhỏ nhoi đến đâu, để hoằng dương Phật Pháp, để tuyên đạt bổn hoài của chư Phật. Vì sao thành Phật rồi mà Đức Phật vẫn không quên chúng sinh, lại phát nguyện muốn cứu độ chúng sinh? Là vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, chẳng qua là chúng sinh chưa tự biết được điều đó mà thôi. Do bị tham, sân, si, vô minh, phiền não, vọng tưởng, vân vân che lấp, nên trí huệ chân chính của mình không thể hiền lộ được. Vì lẽ đó, chư Phật Bồ Tát mới đến để chỉ bày cho mình phương pháp khai ngộ. Nếu mình có thể nương theo giáo pháp của Ngài chỉ dạy mà tu hành, thì nhất định mình sẽ khai trí huệ. Cho nên, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải biết cảm kích ơn của chư Phật, cảm kích ơn của chư Bồ Tát, cảm kích ơn của cha mẹ và cảm kích ơn của sư trưởng. Trong vũ trụ của chúng ta thì tam tài, tức là trời, đất và con người đều có giá trị như nhau. Cho nên, mình chớ lãng phí giá trị của sanh mạng. Đó là tư tưởng mà kẻ làm người cần phải có. Chúng ta cần phải thấu hiểu bổn hoài cũng như hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát. Bởi có như thế thì mới không uổng phí được làm kiếp người. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 9 tháng 7 năm 1983. Làm thế nào để có được trí huệ hơn người? Chúng ta phải mượn cái giả để tu cái chân thật, phải học hỏi trí huệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát. Vì sao có thể đạt tới chỗ trí huệ hơn người? Làm sao có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc chân thật và lúc nào cũng giữ giới hết sức cẩn thận. Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương đi đứng nằm ngồi đầy đủ oai nghi. Đối với chúng sinh thì các ngài không ngại vất vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của chúng sinh. Đó là vì các ngài xem cứu độ chúng sinh là bổn phận và trách nhiệm của các ngài. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối. Nghĩa là ban ơn không mong đáp, cho rồi không hối tiếc. Đồng thời đều có hành vi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, thấy mọi loài là cùng một thể với mình. Chính nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí huệ hơn người và đạt thần thông khó nghĩ bàn. Mình thường xuyên nghe giảng kinh thì cần phải suy gẫm, tiêu hóa các nghĩa lý thì mới có ích. Bằng không thì nghe kinh tuy nhiều nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong kinh. Có nhiều người thậm chí đem các nghĩa lý của kinh mà đặt đằng sau ót, chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm, rồi vì chỉ dùng con quỷ tinh danh, con sâu lanh lợi của riêng họ nên gây ra đủ chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều sằng bậy như thế tức là họ không có hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, là bất hiếu với tổ tiên, cha mẹ và sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật,
không được lười biếng trễ nải, không được phóng dật buông lung, ở đâu cũng cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, nghiêm thủ giới luật. Đó là những điều kiện tất yếu mà người tu đạo phải tuân theo. Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chính đáng, thì nhất định phải sửa đổi. Có khuyết điểm mà không chịu sửa đổi, còn che đậy, đó chính là trợ trụ vi ngược, nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Đời nhà Ân, vua trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo, cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác, tức là người ấy trợ trụ vi ngược. Trong số những người tu đạo cũng có trụ vương, đó là ai? Chính là ma vương. Thấy Phật Pháp trở nên hưng thịnh thì ma vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại Phật Pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Hễ các bạn có đạo tràng thì ma vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu các bạn không có đạo tràng thì ma vương sẽ quấy nhiễu thân tâm các bạn, làm cho các bạn thân không an, tâm không ổn. Một khi thân tâm các bạn điên đảo thì các bạn không thể tu hành, có thứ lớp theo như giáo pháp được. Đó là cách phá hoại trực tiếp. Còn cách phá hoại gián tiếp của ma vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn dụ, mê hoặc, làm cho bạn không còn định lực, thần hồn điên đảo. Vì chúng phải độc kế của ma vương nên các bạn mất chân tâm tu đạo, đến khi hối hận thì đã trễ. Do đó, người tu đạo tâm cần yên định, vững chãi như núi Tu Di, dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động tâm. Khi ấy, ma vương đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp, tháo chạy mà thôi.